chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Làm Nông Thông Minh. Trong điều kiện dịch bệnh thì các loại nông sản đang bí đầu ra, nhưng đây cũng là cơ hội để tìm thị trường mới cho các loại nông sản. Vâng, và trái thanh long đang được Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương thương lượng với các thị trường ở Nam Á như Ấn Độ, Pakistan để thanh long không phụ thuộc nhiều vào thị trường lớn khác. Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Trồng mai vàng kiểu khác người, nông dân thu gần nửa tỷ mỗi năm. Trồng đu đủ giống cây thấp lè tè, hái bán 60 tấn trái, lãi 250 triệu đồng một năm, nông dân vươn lên khá giàu. Phú Yên nuôi cá chình bông được ví như nhân sâm nước, thu nhập đáng mơ ước nhưng cũng vô cùng cực khổ. Thưa quý khán giả, một số diện tích trồng sầu riêng đã Huawei đã được cấp chứng nhận Việt Gáp và chỉ dẫn địa lý. Đây là những tấm giấy thông hành để khẳng định tên tuổi của vùng đất trồng sầu riêng nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, thông tin từ Hội Nông dân huyện đạ Huawei cho biết, hết tháng 6 năm 2021, trên địa bàn huyện đã có thêm 210 hectare sầu riêng sản xuất theo chuẩn Việt Gáp được cấp giấy chứng nhận. Hiện tổng số diện tích sầu riêng được canh tác theo chuẩn Việt Gáp được chứng nhận là trên 600 hectare với 539 nông hộ. Hội nông dân đang vận động cán bộ, hội viên tham gia đăng ký và tiếp tục duy trì sản xuất sầu riêng Việt Gáp, gắn tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm trái sầu riêng đạ Huawei. Được biết, vụ sầu riêng năm nay, giá sầu riêng đạ Huawei vẫn giữ mức cao, trung bình 50 đến 55.000 đồng một ký, mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Trước tình hình dịch bệnh khó khăn, nông sản xuất khẩu gặp khó, thanh long là mặt hàng có dụng chuyên canh lớn, sản lượng nhiều và chất lượng cao nên cần được tìm thị trường mới để xuất khẩu. Và mới đây, Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, Cục Xúc Tiến Thương mại phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức một hội nghị giao thương trực tuyến để giới thiệu và xúc tiến thị trường xuất khẩu cho trái thanh long của Việt Nam với các đối tác Ấn Độ và Pakistan. Sự kiện này nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021 nhằm hỗ trợ các địa phương trồng thanh long, doanh nghiệp, hợp tác xã, cung ứng thanh long Việt Nam cập nhật các thông tin, tình hình, xu hướng, nhu cầu thị trường, tìm kiếm kết nối với các đầu mối thu mua, hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu tại Ấn Độ và Pakistan, tăng cường xúc tiến xuất khẩu thanh long tươi và các sản phẩm từ thanh long của Việt Nam sang hai thị trường tiềm năng và mới mẻ này. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thanh long Việt Nam được trồng ở nhiều địa phương, nhưng thủ phủ của nông sản này là tỉnh Bình Thuận. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, hiện toàn tỉnh có 33.750 hectare canh tác thanh long, trong đó diện tích thanh long được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên 11.000 hectare, Lô Bình Gáp đạt 517 hectare. Lâu nay, thanh long Bình Thuận chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc. Thời gian qua, dịch Covid-19 đã khiến hoạt động xuất khẩu các loại nông sản nói chung và thanh long Việt Nam nói riêng qua thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng. Vâng, vì vậy, đẩy mạnh xúc tiến tìm thị trường mới cho thanh long, nông sản Việt Nam là yêu cầu mới hiện nay. Từ lâu, bưởi Thanh Trà đã là một đặc sản nổi tiếng của vùng đất cố đô với hương vị thơm ngon, hấp dẫn, rất riêng mà không phải bưởi vùng nào cũng có được. Đặc biệt, bưởi Thanh Trà còn được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu Thanh Trà Huế như một sự khẳng định thương hiệu với người tiêu dùng. Ai đến với mảnh đất cố đô thì đừng quên chọn mua bưởi Thanh Trà về làm quà cho bạn bè và người thân. Vâng, định hướng đến năm 2025, tổng diện tích cây bưởi Thanh Trà tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 1.100 hectare, diện tích cho sản phẩm gần 900 hectare. Để đưa loại cây này trở thành cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tỉnh đã quy hoạch mở rộng diện tích cùng các biện pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất để nâng tầm nông sản quế. Với diện tích gần 150 hectare, cây thanh trà ở Thủy Biều, thành phố Huế thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân với doanh thu đạt khoảng 3 tỷ 200 triệu đồng một năm. Trồng thanh trà Việt Gáp bắt đầu hình thành ở Thủy Biều khoảng năm 2018, đến nay đã có 8,5 hectare với 43 hộ tham gia mô hình. Đối chứng với những vườn thanh trà còn lại từ chất lượng, sản lượng trái, giá cả, khả năng cải tạo đất, bảo tồn cây thanh trà cho thấy đây là bước đi đúng đắn của người nông dân. Phường Thủy Biều đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thanh trà và mở rộng diện tích phát triển trồng loại cây này theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để đạt mục tiêu phát triển và mở rộng diện tích cây thanh trà theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các địa phương
thành phố Quế, huyện Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy xây dựng mô hình thăm canh, cải tạo vườn cây già cỗi, tập trung ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật thăm canh và tiếp tục quảng bá thương hiệu thanh trà rộng rãi hơn thông qua việc quảng bá sản phẩm vào các lễ hội, kết hợp du lịch và xuất khẩu tại chỗ. Để bảo tồn và phát triển cây bưởi thanh trà, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công nhận 10 cây đầu dòng, trong đó Hương Dân 4 cây, Thủy Biều 6 cây. Sự góp mặt của những cây đầu dòng này đã cho khai thác mắt kép, góp phần bảo tồn nguồn gen quý cây thanh trà. Không biết cây bưởi thanh trà được trồng trên mảnh đất Phú Xuân, Thừa Thiên Huế từ bao giờ, nhưng theo một số sử sách để lại, vào khoảng hơn 200 năm về trước, bưởi thanh trà là một trong những của ngon vật lạ, thường được dâng lên vua chúa trong cung đình triều Nguyễn. Có thể nói, bưởi thanh trà chính là một trong những biểu trưng của văn hóa ẩm thực cố đô Huế. Dân, và còn ở Bình Định, thì một số nông dân có tay nghề đang bị hấp dẫn bởi những cây kiểng đẹp bắt mắt của ông Phan Văn Sáu ở thôn Thanh Liêm, xã Nhân An, thị xã An Nhơn, thu hàng trăm triệu mỗi năm. Ông Phan Văn Sáu ở thôn Thanh Liêm, xã Nhân An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được nhiều người gọi là Sáu Hồng Triệu Phú Mai Sạch. Cách đây hơn 10 năm, ông là một trong số ít nông dân tại địa phương chủ động tham gia mô hình trồng mai sạch thâm canh, thân thiện với môi trường. Quá trình chăm sóc cây hoa mai những năm đầu, ông Sáu sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và bón phân vô cơ nên sức sinh trưởng của cây mai không bền, bông mai nở nhanh tàn. Khi Hội Nông dân xã Nhân An xây dựng mô hình trồng mai sạch, ông Sáu sớm tham gia và quyết tâm đoạn tuyệt với phân bón hóa học. Khi sử dụng các loại chế phẩm sinh học và phân hữu cơ như phân chuồng, trấu, sơ dừa, trong quá trình trồng, chăm sóc mai, để diệt sâu bệnh thì những cây mai không bị rụng hay vàng lá, mà hoa lại tươi, nở kéo dài thời gian hơn. Hiệu quả kinh tế từ việc trồng mai sạch cao hơn nhiều so với trước đây. Gia đình ông Sáu hiện có 4 vườn trồng mai cảnh, diện tích gần 1 hectare, mỗi năm xuất bán từ 1.500 đến 2.000 chậu mai, thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Trồng mai là một nghệ thuật, đòi hỏi người trồng phải khéo léo thì mới tạo ra được sản phẩm đẹp, độc lạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi hoa kiểng. Còn đây là loại nông sản quen thuộc đối với bà con nông dân, nhưng khi trồng cũng có nhiều kỹ thuật cần phải tuân thủ thì trái mới tròn đều và đạt chất lượng tốt. Xin được giới thiệu cách làm của một chị nông dân ở tỉnh Phú Yên. Chị Trần Thị Thanh ở thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã chọn cây đu đủ lùng là loại cây trồng chủ lực của gia đình mình trên 6.000 m2 đất sản xuất kém hiệu quả của gia đình. Năm 2019, sau cơn lũ lụt lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gia đình chị hoàn toàn mất trắng. Những bãi đất chẳng còn sót lại gì. Lúc đó, chị được tham dự lớp tập huấn các phương thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả. Và trong đầu chị Thanh lóe lên suy nghĩ sẽ chuyển đổi 6.000 m2 lúa sang trồng cây đu đủ. Ban đầu gia đình chị trồng khoảng 300 cây đu đủ, nhưng do còn thiếu kinh nghiệm nên thu nhập chưa cao. Thế là chị quyết tâm nhờ cán bộ phụ trách nông nghiệp huyện hướng dẫn và dần dần đúc kết thêm kinh nghiệm. Chị Thanh cho biết cây đu đủ rất dễ trồng, nhưng muốn cây phát triển nhanh, khỏe mạnh, năng suất cao và chất lượng trái tốt thì người trồng phải nắm vững kỹ thuật, từ khâu chọn giống cho đến lúc cây ra trái. Bí quyết làm cho cây đu đủ tăng trưởng và sạch bệnh là khâu làm đất phải thật kỹ, bón phân hữu cơ để diệt sạch mầm bệnh, kích thích bộ rễ phát triển tốt. Sau khoảng 6 tháng trồng là có thể thu hoạch lứa trái đầu tiên. Khoảng 20 ngày sau lại thu lứa tiếp theo, mỗi năm thu khoảng từ 3 đến 4 lứa trái. Chị chỉ để khoảng vài trái trên một cây làm trái chính, còn lại bán xanh. Với diện tích 6 công, chị thu hoạch khoảng 60 tấn trái, giá bán dao động từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký, trừ chi phí lãi gần 250 triệu đồng. Đu đủ của gia đình chị luôn được thương lái đến tận vườn thu mua. Vì mẫu mã đẹp nên giá bán đu đủ nhà chị luôn được giá cao. Dù là mô hình kinh tế nhỏ nhưng lại mang về thu nhập khá, thì đây là cách làm hiệu quả. Đu đủ là loại trái tốt cho sức khỏe và được đóng hộp đi xuất khẩu nên nhà vườn cũng an tâm về đầu ra. Tuy nhiên, khi trồng loại trái này thì nhà vườn cũng nên tham khảo đầu ra tại địa phương mình. Loại cá chình bông này đây được người dân ví như là nhân sâm nước vì thịt cá thơm ngon, giàu dinh dưỡng, là loại đặc sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, nuôi cá chình bông không dễ bởi thời gian nuôi dài khó chăm sóc. Nhưng anh Nguyễn Trọng Phú ở thôn Mỹ Thạnh Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa của tỉnh Phú Yên đã khởi nghiệp thành công bằng cách mạnh dạn đầu tư nuôi chình thương phẩm trong bể xi măng. Qua thời gian tìm hiểu, anh Phú nhận thấy nuôi cá chình nước ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trong khi nguồn thức ăn của cá chình ở quê nhà cũng rất dễ kiếm, anh đi đến quyết định đầu tư vào con cá chình. Khu vực nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng của anh Nguyễn Trọng Phú được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 300m², gồm 6 bể nuôi với tổng kinh phí đầu tư xây dựng chuồng trại và mua cá chình giống bước đầu hơn 1 tỷ 800 triệu đồng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng của con cá chình, nên các bể nuôi cá chình phát triển rất tốt. Chỉ sau hơn 2 năm, cá chình đạt kích cỡ từ 2 kg đến 2,5 kg một con. Anh Phú cho biết, cách xây dựng bể nuôi cá chình là quan trọng nhất. Bên trong tường của bể nuôi, anh làm láng nhẵn bằng xi măng hoặc lót gạch men, đáy bể tráng xi măng, thành bể cao hơn mức nước cao nhất 50cm, đồng thời có ống cấp nước đặt cách mặt bể 50cm. Bể sau khi xây xong, ngâm phèn chua 2 lần, sau đó chà sạch bằng bẹ chuối, cắp và xả nước 3-4 lần kết hợp với phơi nắng trong 2 tuần. Bên trên bể nuôi được thiết kế mái che lưới chống nắng. Nhằm đảm bảo các yếu tố trong môi trường bể nuôi luôn ổn định, anh bổ sung vòi sục khí cách khoảng 2 mét một vòi, đảm bảo đủ lượng oxy quả tang để cá chình phát triển tốt, nhanh lớn. Sàn ăn có kích thước 60cm x 80cm, bố trí gần nơi thoát nước. Bỏ ống nhựa vào bên trong bể để làm chỗ trú ẩn cho cá chình bông. Cá chình phát triển tốt ở nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C là loài ăn tạp. Nguồn thức ăn tự nhiên của cá chình là tôm, cá con, cá diếc, cá rô phi, cá mè loại nhỏ, ốc, dung, cá tạp, tôm, tép, vân vân. Và động vật ở đáy và các vi sinh vật thủy sinh khi còn nhỏ. Trong đó thức ăn chính của chúng là động vật phù du và trùng quế. Những thức ăn này anh đem xoay nhuyễn trước khi cho cá ăn. Thức ăn cá chình phải tươi, cần trộn thêm vitamin, men tiêu hóa, giúp tỷ lệ sống cao có thể lên tới 90%. Trong quá trình nuôi nên giữ nguồn nước sạch, đảm bảo đủ hàm lượng oxy trong nước. Cá chình ưa bóng tối, sợ ánh sáng, ban ngày chúng cư trú vào đáy ao, ban đêm ra ngoài kiếm ăn, nên thời gian cho cá ăn vào buổi tối từ 18 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Về kỹ thuật nuôi, anh mạnh dạn ứng dụng công nghệ nuôi cá chình với hệ thống nuôi tuần hoàn khép kín. Anh sử dụng oxy nguyên chất, giúp kiểm soát môi trường, hạn chế được dịch bệnh và tăng tỷ lệ sống. Sự táo bạo trong đầu tư đã giúp anh chinh phục được loài cá khó tính. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin ngày mai.